Xin chào tất cả các quý vị đồng nghiệp đến với cái hội thảo trực tuyến đào tạo y khoa liên tục được tổ chức bởi Hội Hô hấp Việt Nam. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Lê Khắc Bảo, là ủy viên ban chấp hành của Hội Hô hấp Việt Nam và đồng thời là chủ tịch của chi hội giấc ngủ thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái chương trình mà đào tạo y khoa liên tục của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khảo sát một cái tình trạng bệnh lý có lẽ là đã tồn tại rất là lâu, chỉ có điều là chúng ta có cái sự quan tâm đúng mức với nó hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến cái bài trình bày là hội chứng giảm thông khí phế nang trên trường hợp béo phì, gọi là OHS, được trình bày bởi thạc sĩ bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân của khoa thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giảng viên của bộ môn sinh lý bệnh miễn dịch của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cảm ơn công ty Doc PT đã đồng hành cùng với Hội Hô hấp Việt Nam để tổ chức cái đào tạo trực tuyến này. Trong cái quá trình mà nghe trình bày thì quý vị có thể gõ các cái câu hỏi của mình trong phần chat, và sau khi mà bác sĩ Thiên Quân trình bày xong thì chúng ta sẽ có cái chuyện mà trao đổi và giải đáp thắc mắc. Xin bắt đầu hội nghị, xin mời bác sĩ Quân bắt đầu trình bày ạ. Kính thưa tiến sĩ Lê Khắc Bảo, kính thưa quý đồng nghiệp, thì em là bác sĩ Thiên Quân, thì hôm nay em rất là vinh hạnh để có dịp trở lại WT để mà trình bày một cái bệnh lý, một cái hội chứng mà có lẽ là nó sẽ ngày càng trở thành một cái vấn đề của cái xã hội, mà xã hội phát triển của chúng ta. Đó là cái vấn đề mà một cái người béo phì và họ sẽ có mắc cái tình trạng gọi là giảm thông khí. Thì cái tình trạng này á, nghe khi mà mình nói về cái tình trạng mà giảm thông khí thì mình thấy trên gian của chúng ta thì thường hay nói đến cái câu chuyện đó là giống như là nghe có vẻ giảm thông khí giống như là như là không thở được rồi, khi có ai đó bóp cổ đó vân vân, thì cái hình dạng nó cũng giống như vậy. Nhưng mà thì qua cái bài này đó thì chúng ta sẽ nói lên hội chứng này nó biểu hiện trên lâm sàng như thế nào và tại sao nó lại quan trọng, tại sao chúng ta cần phải lưu ý đến cái hội chứng này, cũng như là nói một phần về các cái điều trị hiện tại. Thì đầu tiên thì chúng ta đi về các cái phân loại cái rối loạn hô hấp, chúng ta cần cái phân loại này để mà mình xem coi cái hội chứng này nó nằm ở đâu và các bác sĩ nào thì thường hay là gặp. Thì nó được tạm xếp vào có nhiều cái sách phân loại. Thì đây là một cái phân loại các rối loạn hô hấp khi ngủ, thì gồm có bao gồm ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, ngưng thở trung ương, các rối loạn giảm thông khí khi ngủ và rối loạn giảm oxy máu khi ngủ. Thì tình trạng mà cái hội chứng giảm thông khí do phế nang này nó sẽ gây ra hai cái tình trạng. Thứ nhất là giảm thông khí khi thức, và đồng thời nó cũng sẽ là cái tình trạng thứ ba này, đó là nó sẽ gây ra cái rối loạn mà giảm thông khí khi ngủ đồng thời, khi thức và khi ngủ. Thì theo phân độ của cái rối loạn giấc ngủ phiên bản thứ ba, thì cái các loại thông khí khi ngủ này thì họ phân ra là thứ nhất là có giảm thông khí béo phì, những cái người béo phì thì họ sẽ bị giảm thông khí và có biểu hiện thì đó chúng ta sẽ nói qua. Thứ hai nữa là cái giảm thông khí chúng ta đây là liên quan đến giấc ngủ. Vậy thì cái mình thấy là cái tình trạng mà giảm thông khí này nó có thể là có hai cái biểu hiện. Thứ nhất là khi mà một cái người, một cái bệnh nhân họ thức và họ có cái tình trạng giảm thông khí. Thứ hai là khi ngủ thì nó tiếp tục là một số người sẽ có thêm cái là giảm thông khí liên quan đến ngủ. Thì cái bệnh này thì nó cũng gọi là cũng mới, chứ không phải là bệnh được mới được mô tả. Nhưng còn thì nó chắc là nó cũng rất là lâu rồi, rất là lâu rồi, nhưng mà nhiều khi mình không để ý lắm. Thì cái đầu tiên để nói về cái hội chứng mà giảm thông khí béo phì này đó là vào thế kỷ thứ 19, năm 1889, thì trong một cái tiểu thuyết của cái tác giả Shackleton đó, thì có nói về một cái nhân vật là Joe Béo này, và cái Joe Béo này thì sau này thì chúng ta mô tả
cái thuật ngữ là hội chứng mà Bích Quất ha, hay là gọi là hội chứng giảm thân với béo phì đó. Mình có một cái tên riêng của nó, hội chứng Bích Quất, là lấy từ cái tên của cái lấy từ cái cảm hứng từ cái tác phẩm của cái chắc tích hình này, và mô tả một cái ông John béo là một cái người mô tả những cái triệu chứng của cái hội chứng giảm thân với béo phì, là một cái người rất là béo và thường xuyên thở hổn hển, thường xuyên mà buồn ngủ. Và mình thấy cái hình đây nè, ăn uống thì rất là nhiều, ăn uống rất là nhiều. Thì cái hội chứng này đó, thì mình tại sao nó lại quan trọng và tại sao chúng ta cần phải lưu ý tới cái hội chứng này? Thì chúng ta thấy là theo Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì chúng ta thấy cái tình trạng mà béo phì thì nó ngày càng gia tăng lên, ngày càng gia tăng lên. 1,9 tỷ người là trên 18 tuổi thì đã có thừa cân, và khoảng 13% dân số toàn cầu thì có cái BMI trên 30. Trên 30 chúng ta thấy rằng đây là những cái đối tượng mà béo phì nặng. Tính ra thì có khoảng cần trên 650 triệu người có béo phì rồi. Và mình thấy là tần suất này thì ở cái nước đang phát triển của mình thì nó cần 5% thôi, nhưng mà những cái nền kinh tế đang chuyển đổi đó thì nó khá cao, khá là cao. Nó có thể lên từ 17 cho đến dao động đến 20% ở các nước đang phát triển. Thì mình thấy như vậy là cái tỷ lệ béo phì nó cũng khá là cao. Còn ở Mỹ thì chúng ta thấy là 1/3 dân số thì bị béo phì, và tỷ lệ BMI thì trên 40 và trên 50 đã tăng gấp 5 và gấp 10 lần. Chúng ta thấy là cái việc mà béo phì càng ngày nó càng tăng lên, và cái tỷ lệ này nếu mà chúng ta là một cái bác sĩ mà hô hấp hoặc là một bác sĩ chức phụ thì nó sẽ gặp khoảng từ 10 đến 20% bệnh nhân béo phì là sẽ có mắc thêm cái OSA. Thì cái câu chuyện này tại sao cái OSA này, tại sao cái OHS này, OHS này là nó mình thấy là cái tỷ lệ béo phì thì rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thấy cái câu chuyện ở đây là cái hội chứng giảm thân với béo phì này lại thường được chẩn đoán trễ. Béo phì thì không phải là mới béo phì, một cái người thì châu Phi họ không béo phì trong lúc mà 50, 60 tuổi mà họ béo phì từ trẻ rồi, nhưng mà lúc trẻ thì lại không có triệu chứng, hoặc là họ buồn ngủ riết, họ quen, họ không có cảm giác, không có cảm nhận được cái sự buồn ngủ của mình. Và như vậy thì có một cái thống kê cho thấy rằng cái OHS này thường chẩn đoán khi gặp trẻ, khi mà bệnh nhân vào cái thập niên 50, 60 tuổi rồi, nó có nhiều biến chứng rồi. Và mình thấy là khoảng 8%, một cái nghiên cứu khác, 8% cái trường hợp trong ICU thì phụ chẩn đoán cái OHS này. Chúng ta thấy là cũng nhiều, cũng khá nhiều. Và những cái bệnh nhân này thì đều có biểu hiện là tăng CO2 cấp trên nền mạng tính, trên nền mạng. Và 70%, cái điều đấy nó là 70% là bị chẩn đoán nhầm. Chẩn đoán nhầm với là cái bệnh phổi có thể chẩn đoán với hen hoặc CBD, và đặc biệt thì thường là chẩn đoán với CBD. Mặc dù là đo cái chức năng hô hấp, đo cái hô hấp ký thì không thấy tác dụng gì hết, nhưng mà vẫn chẩn đoán CBD và điều trị như CBD, không có điều trị đúng như là cái người bị giảm thân khiết béo phì. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái nghiên cứu ở Mỹ, và cái vấn đề này cũng là vấn đề rất là đáng lo. Đáng lo là mình vẫn còn chẩn đoán nhầm khá nhiều và dẫn tới nhiều câu chuyện. Thì khi mà nói tới một cái người mà giảm thân khiết béo phì thì chúng ta sẽ liên tưởng tới một cái người có OSA, tại vì hai cái này nó rất là gần nhau, nó rất là gần với nhau, rất gần với nhau, và nó có cái mối liên hệ. Ở đây là một cái nghiên cứu, một cái thống kê cái tần suất mà giảm thân khiết béo phì trên bệnh nhân OSA tùy theo cái mức độ, cái chỉ số BMI từ dưới 30, 30, 34, 35 đến 39 và trên 40. Thì nhìn chung các nghiên cứu ở Anh, ở Mỹ, ở Pháp thì mình thấy rằng cái tỷ lệ mà cái bệnh nhân mà có cái BMI càng cao thì bộ OSA này sẽ càng có cái nguy cơ bị mắc cái đồng mắc thêm cái giảm thân khiết béo phì. Và chúng ta cần phải nói với nhau ở đây là hai cái bệnh lý này gọi là tuy hai mà một, tuy một mà hai, hai cái này hai cái chẩn đoán riêng biệt. Và cái một người thì có thể là vừa có cái giảm thân khiết béo phì vừa có OSA, một người thì chỉ có thể có OSA không thôi, nhưng mà một người cũng chỉ có thể là chỉ có giảm thân khiết béo phì thôi. Thì nó có liên quan một chút xíu đến cái phần điều trị mà lát nữa chúng ta sẽ nói cái phần cuối bài. Đôi khi mình gặp nhàn cái lâm sàng là tại vì phần lớn bệnh nhân mình gặp thì vừa có OSA và vừa có giảm thân khiết béo phì, nhưng thật sự thì hai cái này nó là hai cái chẩn đoán nó khác nhau. Thì tại sao nó rất là quan trọng ở trên cái bệnh nhân mà bị cái ngưng thở khi ngủ? Thì đây có một cái theo dõi
của tác giả Castro năm 2015 thì hồi cứu ở trên 110 bệnh nhân mà có giảm cân xuất béo phì với lại bắt cặp với lại 220 bệnh nhân OSA về cái độ tuổi giới tính vân vân. Thì chúng ta thấy ở đây cái việc mà chúng ta thấy ở cái người đây là có ba cái nhánh, nhánh cái đường mà liên tục ở đây là cái đường mà những cái người mà OSS mà có dùng cái NIF, cái đường gạch gạch đây đó là cái người mà béo phì và không có cái dạng thông khí, và cái người đây là cái người không có điều trị, không có điều trị. Thì mình thấy rằng đa số tháng đến cái ngày mà sau chẩn đoán thì mình thấy ở đây cái câu chuyện là sau 18 tháng thì cái người mà có dạng thông khí thì tử vong khá nhiều, cái tử vong cái sống còn của họ chỉ còn đâu đó sắp xỉ dưới 80% so với cái nhóm mà được điều trị hoặc là cái nhóm mà không có bị dạng thông khí. Như vậy chúng ta thấy là tử vong của họ cũng khá cao, tử vong của họ cũng khá cao. Và ở đây thì mình thấy rằng cái người mà có cái giảm thông khí béo phì thì cái tử vong họ gần như là tới gấp 3 lần, 4 lần so với cái người OSA ở đây tử vong trong 5 năm cho một cái nghiên cứu khác đó. Thì mình thấy OHS của họ ở đây thì mình thấy tử vong là đến khoảng 15%, trong khi OSA thì khoảng sắp xỉ đâu 5% thôi, 5% thôi. Và nghiên cứu này rút ra được cái việc mà tử vong nhất là việc tuân thủ cái NIF, nếu mà không tuân thủ thì tử vong rất là cao. Thì như vậy chúng ta thấy cái câu chuyện ở đây là gì? Một cái người mà OSA và có thêm cái dạng thông khí béo phì này thì cái tử vong họ sẽ rất là cao, rất là cao, mà chúng ta nếu mà không để ý thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Và cái hậu quả lâm sàng, cái lâm sàng thì của bệnh nhân mà cái dạng thông khí béo phì này so với cái người OSA hay đơn thuần thì họ, thứ nhất là họ sẽ có chất lượng cuộc sống thấp hơn, mà thì mệt quá, ít vận động nhiều quá, họ sẽ dẫn tới câu chuyện có chăm sóc y tế cao hơn, tốn tiền nhiều hơn. BMI thì thường những người này sẽ là những người mập hơn và có cái chỉ số tư dạng thở nhiều hơn, và họ sẽ dễ bị tăng áp động mạch phổi hơn. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ tử vong chúng ta thấy ở cái phần trước đó thì nó cao hơn, do là béo phì nặng hơn, chúng ta thấy OSA nặng hơn và có cái giảm ứ CO2. Thì cái cơ chế để mà gây ra cái dạng thông khí béo phì này thì chúng ta thấy rằng nó có cái ba cái cơ chế chính thôi. Thứ nhất đó là cái câu chuyện mà nó tác động lên cái hệ hô hấp của mình. Thì cái hệ hô hấp của chúng ta ở đây thì một cái người mà họ mập quá ở đây thì mình thấy là tích mỡ ở bụng, ở ngực vân vân, và nó sẽ làm giảm cái hoạt động cơ hoành, giảm cái tự động của cơ hoành xuống. Thì mình khi mà mình cho làm cái thăm dò chức năng hô hấp thì mình thấy đây là cái thăm dò chức năng hô hấp của cái người bình thường. Nguyên một cái đây là cái tổng dung lượng phổi của họ, PHV là cái thể tích dự trữ hít vào của họ. Thì cái người mà bị béo phì đó thì khi mà họ thở thì thường thì cái EAV là cái thể tích dự trữ hít vào của họ sẽ giảm, sẽ giảm. Mình hay nói cách khác, mình hay là một cái người mà bị béo phì thì thường họ sẽ giảm thở cái tích thở thấp, họ thở cái tích là gần cái AV. Và mình thấy là cái câu chuyện đó thì nó dẫn tới là cái người họ sẽ rất là hay bị mệt, hay bị mệt. Mệt là tại vì mình thấy là thường xuyên thở cái thể tích thở thấp sẽ làm tăng cái combo hấp lên, cái combo hấp lên. Và còn liên quan đến cái việc mà họ sẽ tạo ra cái bít nội sinh, tạo cái bít nội sinh. Thì những cái câu chuyện đã dẫn tới, cái câu chuyện đó là nó dẫn tới là tăng cái bất xứng với thông khí và tiêu máu, tăng thêm cái tối lạnh của bệnh nhân. Rồi còn một cái cơ chế nữa là khi ngủ ở những cái người này thì liên quan đến cái điều hòa hô hấp của họ, khi ngủ thì cái đường thở của họ dễ bị tắc nghẽn hơn, dễ bị tắc nghẽn hơn. Và mình thấy rằng khi mà những cái người này họ bị giảm thông khí thì họ sẽ có xu hướng là mình thấy là tăng cái try, tăng cái kích thích hô hấp từ cái não của họ lên để mà bù trừ lại cái câu chuyện này. Và mình thấy khi ngủ thì sẽ gây ra cái tình rối loạn, và ban ngày buổi sáng thì sẽ làm cho họ có cái tình trạng buồn ngủ nhiều hơn. Thì cái triệu chứng của cái giảm thông khí béo phì này thì triệu chứng nó như thế nào? Thì nhìn chung thì gần như là nó không có đặc hiệu lắm. Nó gần như không đặc hiệu, nó không có một cái triệu chứng gì gọi là đặc hiệu đâu mà mình thấy. Thì thường chúng ta gợi ý trên lâm sàng đó là cái tình trạng mà một cái người mà có cái BMI mà lớn, thường là trên 30, ở châu Á thì có thể thấp hơn. Và thì cái triệu chứng họ than phiền thì thường là chủ yếu lại là cái triệu chứng của cái ngưng thở khi ngủ. Nếu họ đau mắt thì thường đau mắt khá khá nhiều là cái ngưng thở khi ngủ.
họ sẽ than thở là buồn ngủ ngày ngáy to và tập trung mệt mỏi. Cho nên nhiều khi một cái người mà tới khám mình thấy mập mập quá, mình vô mình tập trung nhiều đến cái cơ thể khi ngủ thì mình quên mất cái giảm cân khuyết béo phì. Như vậy thì trên lâm sàng thì chúng ta gặp một cái bệnh nhân như thế nào chúng ta nghi ngờ, thì thứ nhất là một cái ông mà có BMI trên 30 thì mình sẽ nghi ngờ, và thứ hai nữa là một cái người mà có cái tình trạng là cái OSA nặng, cái cơn sợ khi ngủ nặng, đặc biệt là cái người mà có cái AI cao trên trên 60 lần, chỉ số nhịp thở trên 60 lần. Và cái SpO2 này khi thức thì nó thấp, có thể nó mập quá lúc nào cũng thấp thấp dưới 94%, hoặc là khi ngủ quá thì mình đo thì mình thấy là dưới cái SpO2 thấp nhất của họ là dưới 80, dưới 80% thì khá gợi ý. Hoặc là những cái người khó thở không rõ nguyên nhân thì gắng sức mình đi làm rất làm nhiều thứ quá là cũng không ra, và thấy ông bị rất là béo phì mình cũng nghi ngờ. Và những cái triệu chứng của cái tăng áp động phổi hoặc là cái suy tim phải, hoặc là có nghi ngờ một cái người mà béo phì và có cái đai hồng cầu thì mình cũng nghi ngờ. Thì khi mà một cái người mà thấy mình thấy một cái người mà mình nghi ngờ cái hội chứng giảm cân khuyết béo phì này, thì đầu tiên thì mình sẽ cần phải chẩn đoán và mình đánh giá cái biến chứng. Thì cái biến chứng ở đây thì mình thấy là nó sẽ cũng khá nhiều biến chứng, ngoài những cái biến chứng chung của cái béo phì thì chúng ta thấy là nó còn biến chứng lên, thí dụ như là ở đây là thần kinh trung ương thì nó sẽ làm giảm cái kích thích hô hấp đó, rồi nó sẽ làm bệnh nhân có thể suy giảm nhận thức ở trên cái hô hấp. Thì mình thấy lúc nãy mình thấy là sẽ khi đo đặc biệt là đo hô hấp trí thì mình có thể thấy là bệnh nhân có những cái hạn chế, hội chứng hạn chế thì có thể là khó đặt cái nội khí quản. Bên những cái người này sẽ dễ bị cái ngưng thở khi ngủ, rồi dễ tăng áp phổi, là có giảm oxy máu, tăng CO2 máu. Rồi trên chuyển hóa thì chúng ta thấy là có một cái người béo phì nhìn chung thì họ sẽ dễ bị cái hội chứng chuyển hóa như là đề kháng insulin, rồi cái tình trạng là tăng huyết áp, tình trạng rối loạn mỡ máu vân vân, và cái IGF-1 này, tim mạch thì sẽ dễ bị suy tim, dễ mạch vành, dễ có những cái rối loạn chức năng nội mạch hơn. Và toàn thân thì bệnh nhân khi mà là nhà ngủ rất là khó xoay qua xoay lại, khó lấy cái ven của bệnh nhân có thể có phù, có thể do béo phì có thể giảm hoạt động thể lực, lại có thể có tình trạng đa hồng cầu. Thì là như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái biến chứng này thì mình cần đánh giá là phải đánh giá chung những cái biến chứng chung của béo phì, như là biến chứng ở cái hội chứng chuyển hóa, rồi tăng áp phổi mình cũng cần lưu ý là cần cặp ở 2/3 cái bệnh nhân cái này thì mình có thể là chúng ta nghi ngờ thì mình có thể cho bệnh nhân đi làm cái siêu âm tim. Rồi những cái tình trạng bệnh lý tim mạch và chuyển hóa ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở đây thì mình có thể là những cái bệnh lý tăng huyết áp, mỡ máu, suy tim vân vân, thì mình có thể làm những cái xét nghiệm để chúng ta đánh giá cái tình trạng này. Thì cái cận lâm sàng để mà chúng ta là đây thì ngoài những cái cận lâm sàng lúc nãy chúng ta nói để mà mình chẩn đoán cái biến chứng, thì mình sẽ có những cận lâm sàng để mà chẩn đoán cái nguyên nhân. Thì để chẩn đoán nguyên nhân thì cái chẩn đoán của cái OAS này là cái chẩn đoán loại trừ, thì mình sẽ làm bicarbonate là khí máu động mạch, và mình cần phải loại trừ các cái nguyên nhân khác gây giảm thông khí, đó là do ví dụ như là trường hợp bệnh nhân bị giật chép thì mình có thể làm test sắt, test T3, T4, những cái thăm dò chức năng hô hấp vân vân, hô hấp TLC hoặc những cái hình ảnh học, ví dụ như là bệnh nhân có CVD thì mình có thể dùng cái thăm dò chức năng hô hấp loại ra hình ảnh học để coi những cái trường hợp mà bệnh nhân bị thổi cái nặng quá thì có thể dùng oxy máu, không phải là do cái dạng thiếu béo phì. Và mình còn làm thêm một cái cận lâm sàng để mà chẩn đoán, đó là chẩn đoán đồng mắt cái cơn sợ khi ngủ. Tại sao mình cần làm cái này? Tại vì chúng ta thấy là phần lớn bệnh nhân của mình ở đây thì khi mà họ mắc cái hội chứng giảm thông khí béo phì thì đồng thời họ cũng sẽ mắc luôn cái cơn sợ khi ngủ, và chúng ta cần phải làm mình đoán vì nó còn liên quan đến cái phần điều trị sau này nữa, còn liên quan đến cái lựa chọn điều trị của mình, thì mình cần làm chẩn đoán. Thì đối với chẩn đoán cái ngưng thở khi ngủ đấy thì mình có hai cái món mình làm. Nhất đó là chúng ta thấy là mình có thể đo cái đai ký giấc ngủ qua đêm tại một cái cơ sở y tế nào đó. Thì mình có thể những cái yếu tố mà mình nên cho bệnh nhân đo cái đai ký giấc ngủ này, đó là bệnh nhân mà mới bị dữ quá có BMI trên 40 thì mình cũng cho làm, hoặc là có những người mình đánh giá là có khả năng giảm thông khí liên quan giấc ngủ, giảm thông khí liên quan giấc ngủ. Thì thật sự ở Việt Nam thì mình cũng không biết là có cái mình có được cái máy để mà mình monitor được cái tình trạng giảm CO2 máu khi ngủ hay không. Rồi những cái bệnh nhân mà có bệnh đồng mắt như suy tim,
hoặc là oxy máy máu ban ngày giảm nhiều quá, hoặc là bệnh nhân có cái theo dõi SpO2 mà thấy ban đêm nhiều quá, thì mình cũng có thể là mình nên cho bệnh nhân là đo cái giấc ngủ tại cái cơ sở y tế, vì nó có nhiều cái ưu điểm hơn. Ngoài ra thì mình vẫn có thể là cho bệnh nhân đo cái tại nhà, đo cái hệ thống ngưng thở tại nhà, thì chỉ nên là làm trong trường hợp là nghi ngờ chuỗi là nghi ngờ USA, USA hoặc cái BMI nó thường là từ 30-40 thấp thôi. Và tuy nhiên làm cái này thì chắc chắn là mình thấy rất là khó để mình đoán cái dạng không khí liên quan giấc ngủ. Mình thấy là một cái người giảm không khí béo phì thì họ có thể giảm ban ngày, có thể giảm ban đêm. Giảm ban đêm thì là cái tình trạng giảm không khí liên quan giấc ngủ. Thì nhìn chung thì cái đa cái giấc ngủ hoặc là cái hắc sát này đó, thì nó không cần chẩn đoán cái hội chứng giảm không khí béo phì, nhưng mà mình vẫn phải làm ở đây là để mà chúng ta chẩn đoán thêm cái tình trạng OSA, vì chúng ta thấy rằng đâu đó thì khoảng 90% bệnh nhân có OHS sẽ có mắc thêm cái OSA cùng lúc, có ngưng thở một cùng lúc, cho nên là mình cũng làm và chỉ có khoảng 10% là không có OSA thôi đó. Nhưng thật sự thì cũng có một cái điều đó là có lẽ là chúng tôi ngồi phòng khám cái ngưng thở khi ngủ thì bệnh nhân tới chủ yếu là không tới vì béo phì mà tới vì cái ngưng thở khi ngủ, cho nên là thường thì những cái bệnh nhân này đều được làm cái đa cái giấc ngủ, đã được làm cái đa cái giấc ngủ. Rồi thì cái đặc điểm, đây là một tóm gọi lại những cái đặc điểm của cái hội chứng giảm không khí béo phì. Thì ở đây thì mình thấy thường là chẩn đoán là thường ở cái tuổi 50-60 thì chúng thấy thường là chẩn trễ, và đây là một cái ở Mỹ thôi, thì mình thấy là thường là nam với nữ thì ít có khác biệt lắm, nhưng mà nam thì cũng đây mình thấy chiếm 60%, trong khi đó cái ngưng thở khi ngủ hiện nay đến 90-95%, chiếm khá cao. Và cái BMI thì thường rất là cao, đây là một Mỹ, vòng cũng cao, có pH máu thì thường có thể bình thường cho suy hấp mạng rồi. Và cái điểm quan trọng đó là cái CO2 máu của họ thường sẽ tăng lên phải trung bình đến 53 ha, bình thường mình 35-45 thôi và sẽ tăng. Oxy máu thì cũng giảm, oxy máu giảm cũng thấp, mà cũng thấp. Và cái bicarbonate HCl3 trừ sẽ tăng. Thế chúng ta sẽ nói thường sẽ tăng, và cái này nó sẽ là một trong những cái dấu hiệu mà mình cử ý trên cận lâm sàng chúng ta khi mà mình cho bệnh nhân làm xét nghiệm bicarbonate. Hemoglobin thì tăng có thể do đá hồng cầu, và mình thấy những chỉ số này nè, mình thấy đây FI thực rất là cao, trên 60 luôn. Ví dụ mình đo đa cái giấc ngủ ra mà thấy FI cao quá thì mình có thể xem xét cho bệnh nhân là bicarbonate hoặc khí máu động mạch kèm theo để chẩn đoán thêm cái tình trạng OHS này. Rồi SpO2 khi ngủ thì thường là thấp, thường rất là thấp, và mình thấy là bệnh nhân có cái trên ở trên cái hốp ký thì thường là sẽ có cái giảm cái FEV1 hoặc là FVC giảm, và nhưng mà cái tỷ số dĩ nhiên họ sẽ không có tắc nghẽn trên cái hốp ký, và thường xuyên là khó thở vài bước là đi vài bước là khó thở rồi, và rất là buồn ngủ. Thì nhìn chung mình thấy cái bối cảnh cái lâm sàng của một cái người mà bị cái giảm không khí béo phì này là họ thấy là họ rất là nặng so với một cái người mà chỉ có cái ngưng thở khi ngủ đơn thuần không, thì mình thấy là tình trạng họ nặng hơn rất nhiều, cho nên là mình thấy là tử vong họ cũng rất là cao so với những cái người mà chỉ có cái ngưng thở khi ngủ đơn thuần. Thì đây là cái thăm dò ở chức năng hô hấp ở bệnh nhân mà bị cái giảm thông khí béo phì. Thì mình thấy ở đây là cái người mà thông khí béo phì mà cái người béo phì mà không có giảm thông khí bình thường, và cái người đây là có cái người có cái hội chứng giảm thông khí béo phì đó, thì mình thấy nhìn chung ở đây thì cái tỷ lệ mà FEV1 FVC thường nó sẽ bình thường, nhưng mà cái người béo phì thì có thể là sẽ giảm cái tổng dung lượng phổi. Và đặc biệt khi mà mình đo ở đây thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta chỉ đo hốc ký không đó, thì cái dung tích sống của cái người mà giảm thông khí béo phì thì sẽ giảm rất là nhiều và giảm luôn cái còn nếu mà mình có khả năng mình đo được cái tổng dung lượng phổi mình sẽ thấy là sẽ giảm cái dung tích cạn cơ năng rồi các bạn vân vân đó. Thì mình thấy cái câu chuyện là nếu chúng ta thấy mình có thể đây là những cái mà mình tự ý, tại vì nhiều khi bệnh nhân béo phì mình nghĩ là bệnh nhân có thể bị hen, bị cái dạ hen hay là CBD gì đó, mình chẩn đoán mà mình thấy nếu mà họ giảm cái dung tích sống quá nhiều và cái chỉ số mà tắc nghẽn của họ thấy không nhiều, thì có thể đó là một cái gợi ý mà chúng ta cho đi làm cái chẩn đoán, là cái khi máu động mạch chẩn đoán. Thì mình thấy ở đây khi mà một cái người mà
OSA mà có BMI trên 30 và có cái nghiên cứu cho thấy nếu mà chúng ta làm cái bicarbonate, bicarbonate là dưới 27 thì có 3% là có cái giảm tổn thương béo phì thôi. Trong khi đó nếu mà cái bicarbonate của chúng ta mà trên 27 thì 50% là có cái giảm tổn thương béo phì. Cho nên cái ngưỡng cách mà chúng ta cần nhớ là quan trọng mình khi mà mình cho là phải lâm sàng. Cái bicarbonate này thì mình có thể làm máu tĩnh mạch cũng được, nó đơn giản hơn là lấy máu động mạch. Cái máu động mạch nhiều khi nó khó khăn thì mình thấy trên 27 rất gợi ý đó là một cái tình trạng mà có cái giảm thông khí béo phì đi kèm theo. Và nếu mà có cái đo cái đa cái giấc ngủ nữa, đo cái đa cái giấc ngủ, mình thấy mình có thêm cái SpO2 hoặc cái HI mà nó SpO2 ở đây mà mình thấy thì nếu mà HI mà trên 100, trên 100 thì mình thấy ở đây thì nó có đến 76% có bị cái giảm thông khí béo phì. HI thấp thì mình thấy là nó chỉ có khoảng 1/3 thôi. Nhưng mà mình thấy chỉ cần có cái xét nghiệm và cái đau đại cái giấc ngủ thì mình thấy là cũng cung cấp khá nhiều thông tin. Thì trên cận lâm sàng thì mình thấy khi nào mà mình nghi ngờ thì mình thấy là khi mà cái người béo phì có cái tăng cái bicarbonate thì có thể là bicarbonate tĩnh mạch thôi trên 27 thì mình cũng nghi ngờ, và hạ oxy máu khá nhiều thì mình cũng nghi ngờ, hoặc là cái hạ oxy máu coi như trên cái BSC mình thấy là rất là nhiều, hạ nhiều khi ngủ 8 tiếng hay thời gian hạ tới 6-7 tiếng thì mình thấy rất là nhiều ha. Và ốp ký và phải đăng ký có cái chế có cái giảm của BC thì mình cũng gợi ý. Và để mà chẩn đoán cái hội chứng giảm thông khí béo phì này thì chúng ta làm gì? Thì như chúng ta thấy lúc nãy, mình cho bệnh nhân đo đa ký giấc ngủ ở đây, cái mục đích là để chúng ta chẩn đoán cái gương tợ khi ngủ. Còn để mà chẩn đoán cái hội chứng giảm thông khí béo phì này thì mình không cần đo cái đa ký giấc ngủ. Và thì mình chỉ cần những cái tiêu chuẩn thứ nhất là phải loại trừ, để nói loại trừ thì mình phải loại trừ một mớ cái bệnh lý ở đây, các bệnh lý hô hấp như là COPD, bệnh phổi tắc nghẽn, bệnh phổi kẽ, bệnh lý thành ngực, bệnh thần kinh cơ vân vân gì đó, những cái nguyên nhân khác. Sau khi loại trừ xong thì mình sẽ coi những cái ông nào mà béo phì, những cái bệnh nhân béo phì có BMI trên 30 và tình trạng giảm thông khí bằng cái BaCO2 khi thức trên 45 mmHg thì chúng ta sẽ chẩn đoán. Ở BaCO2 này thì mình thường thì chắc chúng ta sẽ cho là bệnh nhân là có khí máu động mạch, làm cái khí máu động mạch để mà mình chẩn đoán cái BaCO2 này cho bệnh nhân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng làm cũng rất là đơn giản, chỉ cần một cái khí máu động mạch hoặc là trừ những cái nguyên nhân khác thì là mình chẩn đoán thôi. Và còn một cái tình trạng nữa, đó là cái tình trạng mà giảm oxy máu khi ngủ. Thì giảm thông khí khi ngủ, thì giảm thông khí khi ngủ này thì bắt buộc là chúng ta phải đo cái đa cái giấc ngủ để mà mình có bằng chứng. Thì khi ngủ này thì mình có thể thấy là cái tăng cái BaCO2 trên 55 mmHg trên 10 phút hoặc là tương đương, hoặc là tăng cái BaCO2 động mạch trên 10 mm khi ngủ và trên 50 trong 10 phút. Nếu không đo được thì chúng ta có thể đo cái CO2, đo CO2 cú trị thở ra, thắm cái máy vô cho bệnh nhân, hoặc là đơn giản hơn là đo cái CO2 dưới da. Đo CO2 dưới da thì có lẽ là đo cái CO2 dưới da là cái tế lâm sàng dễ làm nhất. Còn đang ngủ mà lấy khí máu động mạch của bệnh nhân thì chắc đau quá, bệnh nhân dậy và cũng không ngủ lại được thì cũng không có thực tế cho lâm sàng. Còn đo cái BaCO2 này thì lý thuyết thì đo được, nhưng mà khi mình sẽ phải mắc cái máy vô thì đôi khi là bệnh nhân sẽ hơi khó chịu, bệnh nhân sẽ khó chịu, sợ ngủ không được. Và cái phần sau khi mà mình chẩn đoán cái cưng sợ khi ngủ này thì chúng ta nói đến cái câu chuyện là mình sẽ điều trị cái cưng sợ khi ngủ này như thế nào. Điều trị cái hội chứng giảm thông khí béo phì này như thế nào. Thì mình thấy câu chuyện ở đây là cái người mà bị giảm thông khí béo phì thì họ không chỉ đơn thuần là chỉ có một cái này không, mà họ sẽ có nhiều cái bệnh đồng mắc theo, có cái OSA, có cái những cái tình trạng mà tăng huyết áp và tiểu đường đi theo. Thì chúng ta thấy ở đây năm 2019 thì Hội Hô hấp Châu Âu thì có một cái hướng dẫn để mà mình làm cái định hướng về cái vấn đề. Và chúng ta thấy là cái điều trị ở đây thì mình sẽ thấy là mình sẽ phải điều trị đa chuyên khoa kết hợp nhiều thứ, bao gồm thứ nhất là đối với cái câu chuyện là một cái người mà họ bị cái giảm thông khí béo phì này, mình sẽ có cái thả thực dương cho bệnh nhân, đó là về phần bác sĩ hô hấp và bác sĩ giấc ngủ có thể làm để giải quyết câu chuyện về
cái không khí của họ. Còn mình phải giải quyết nữa là những cái tình trạng bệnh lý đi kèm, những cái câu chuyện đó là liên quan tới tăng huyết áp, những câu chuyện là béo phì, mình phải giải quyết là tiểu đường, rồi những cái tình bệnh đồng mắt, hay là những cái bệnh lý mà chuyện khác kèm theo, chuyện khác kèm theo. Thì đó là những cái mà chúng ta cần thấy, mình cần phải sử dụng. Thì ở đây thì chúng tôi thì không nói về những cái quản lý về cái tình trạng mà tăng huyết áp hoặc là tiểu đường, thì chúng ta thấy là mình có những cái bác sĩ chuyên khoa để mà lo rồi. Còn riêng cái phần mà việc mà dùng bát trong cái OHS, cái dạng tâm khí phê béo phì này, thì mình thấy rằng câu chuyện ở đây thì chúng ta thấy là mình sẽ có hai cái lựa chọn. Hai cái lựa chọn đó là mình sẽ sử dụng cái CPAP, hoặc là NIP ở đây là mình nói là cái BPAP của mình, CPAP hay là BPAP ở đây, và mình sẽ lựa chọn như thế nào. Thì cái đây là một cái khuyến, một cái statement thôi, một cái giống như là một cái gợi ý của cái tác giả ở trên cái hội của hội ăn trên tạp chí của hội hấp châu Âu. Thì mình thấy là so sánh họ có một số cái nghiên cứu mà chúng ta không có sâu ra ở đây, thì thấy là cái việc mà khó, rất là khó nói là bệnh nhân nên sử dụng CPAP hay là nên sử dụng NIP, và một số nghiên cứu thấy là cũng không có nhiều khác biệt, không có nhiều sự khác biệt lắm giữa cái CPAP và cái NIP này. Dĩ nhiên là cỡ mỏng nó cũng không lớn lắm, nhưng mà không có sự khác biệt. Tuy nhiên thì cái hội hô hấp châu Âu thì mình cũng có một cái gợi ý cho cái điều trị mà dựa trên cái HI này, vì chúng ta thấy là chính vì điều trị dựa trên HI này cho nên điều trị cái thở máy dựa trên HI, cho nên là chúng ta hãy làm cái đa cái giấc ngủ, vì không làm thì không có HI, rồi mình cũng không biết là bệnh nhân sẽ dùng CPAP hay là dùng NIP như thế nào. Thì ở đây cái câu chuyện là nếu mà cái HI mà dưới 30, cái ngưỡng cách HI mà 30 này thì cũng tương đối là nó mơ hồ, cũng không biết là nó có phù hợp hay không, vì cũng không có một cái ICT nào để mà nói. Nhưng mà thôi, mình cứ tạm thời mình lấy theo cái hội pháp châu Âu này, nếu mà ở dưới 30 thì mình sẽ dùng NIP luôn, mình sẽ dùng NIP ngay từ đầu để mà mình điều trị cái này. Còn HI trên 30 có nghĩa là bệnh nhân có cái nhân trạng cái khổ nạn và có lẽ cái tình trạng này, thì có thể là mình biết đâu mình điều trị cái CPAP này, biết đâu mình điều trị cái CPAP này thì bệnh nhân sẽ hiệu quả. Thì khi điều trị CPAP, nếu mà bệnh nhân hiệu quả rồi, bệnh nhân thấy là khỏe hơn, hết triệu chứng, không có suy hấp cấp trên nền mạng vân vân, và khi mình lấy cái máu động mạch lại, cái CO2 của bệnh nhân cải thiện được, thì đôi khi dùng điều trị CPAP nó cũng mở ra được cái đường thở, là bệnh nhân thải được CO2 ra, thì thôi mình dùng, tiếp tục dùng CPAP. Nhưng mà nếu bệnh nhân thất bại, ví dụ như là đáp ứng trên lâm sàng vẫn còn mệt mỏi quá, vẫn còn buồn ngủ vân vân, và mình thấy đo mà cái khí máu bệnh nhân vẫn còn xấu, thì mình có thể đổi qua cái BPAP, thì đây là cái phần lý thuyết thôi. Nói phần lý thuyết thì nó cũng đơn giản là thì thích thì đổi, không thích thì thôi, nhưng mà cái thực tế thì mình thấy câu chuyện nó cũng khó, tại vì nếu mà bệnh nhân lỡ mà mua cái máy CPAP rồi mà kêu vậy không đáp ứng nữa mà đổi qua máy BPAP, không biết là bệnh nhân có khả năng để mà mua không đó. Thì mình cần phải có cái hiệu chỉnh đánh giá đáp ứng trước khi mà mình báo bệnh nhân là cái chế độ điều chỉnh nào là phù hợp. Ví dụ mình có thể cho bệnh nhân thử CPAP, thử BPAP vân vân, là mình xem đáp ứng trước đó thực tế trên lâm sàng. Còn cái nước Tây thì có lẽ là người ta có cái bảo hiểm y tế tốt quá rồi, cho nên họ có thể trả. Ở Việt Nam của mình hiện tại thì cũng chưa có. Về cái câu chuyện thứ hai nữa là điều trị mà không có cần BPAP, điều trị không dùng áp lực dương, thì thật sự thì mình thấy cái câu chuyện đó là thật, thứ nhất đơn giản là mình giảm cân thì cũng giải quyết được rất là nhiều thứ. Nhưng mà nó nói thì nó dễ, nhưng mà nó cũng khó lắm, tại vì nhiều khi bệnh nhân không giảm cân được. Thứ hai nữa là một số người thì họ xem xét cái cách dạ dày, và thuốc thì theo hội hấp châu Âu thì mình thấy là cũng có một cái vài thuốc như metoxy progesterone hoặc là cái acetazolamide đó, thì có thể xem xét sử dụng bệnh nhân không đáp ứng với BPAP, nhưng mà cần theo dõi cẩn thận, tại vì cái số nghiên cứu này thì trên cái lượng bệnh nhân cũng khá là thấp, khá là ít, khá là nhỏ, và cũng không có khá nhỏ, cho nên họ cũng sẽ rất cẩn thận. Trên thực tế lâm sàng chúng tôi cũng không có sử dụng những cái thuốc này. Rồi thì kết luận chung thì chúng ta sẽ thấy rằng thì cái OHS này nó khá là thường gặp, nó gặp từ 20 là từ 8-20% người béo phì, và mặc dù cái ngưng thở, cái giảm thông khí béo phì này nó có rất là nhiều biến chứng, nhưng mà vẫn chưa được chẩn đoán sớm. Những cái người 20-30 tuổi mình chưa có chẩn đoán cho họ, mà để đến khi già quá
60, 70, 50, 60 rồi, có nhiều cái biến chứng rồi, thì khi đó trình tán thì đó thì coi như là mình chỉ có làm cho họ sống ba hai ba chục năm trời mà bị bệnh mà không biết, và có rất là nhiều cái biến chứng mà mình không biết. Và để chẩn đoán cái OHS này thì mình dựa vào cái BMI, BMI trên 30 và cái VLCO2 của mình khi tức là 40 trên 45, và phải loại trừ các cái nguyên nhân mà giảm cái thông khí cho những nguyên nhân khác, ví dụ như là cơ thần kinh gì đó vân vân, thì chúng ta cần phải loại trừ, vì chẩn đoán của OHS này là cái chẩn đoán loại trừ những cái khác. Và cái việc mà chúng ta thấy là mình cần phải đo cái đa cái giấc ngủ vì lý do đo để chẩn đoán cái OHS động mạch, và đo để mà mình còn có cái lựa chọn cái điều trị để nó phù hợp. Thì điều trị của nó thì chủ yếu thì chúng ta thấy là mình sẽ dùng cái thở bát, chúng ta là dùng CPAP và là dùng cái nhíp. Cái bài trình bày của chúng tôi thì đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đồng nghiệp, và xin các câu hỏi thì quý vị. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân đã trình bày với chúng ta một cái bài rất là hay về cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần câu hỏi và trả lời. Thì hiện giờ là tôi có một câu hỏi, là câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Nhung, là bác sĩ của gây mê. Thì câu hỏi như vậy là: thưa thầy, đối với người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, thì BMI là bao nhiêu thì sẽ nghĩ tới OHS và OSA đó. Em cảm ơn. Rồi, mời thạc sĩ Quân. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Nhung. Thì cái câu hỏi này thì nó cũng hơi khó, vì những cái dữ liệu của mình đúng là phần lớn đó trên cái người châu Âu thôi. Và cái ngay cả cái tiêu chuẩn khuyến cáo chẩn đoán thì nó cũng là dựa trên cái người châu Âu, là cái OHS của mình đó là trên cái người mà giảm thông khí béo phì là trên 30, trên 30. Còn cái người mà béo phì, nếu mà mình nghĩ câu chuyện là OSA, hội chứng cơn sợ khi ngủ, thì BMI thường có thấy thường chỉ trên 25 thôi, là mình cũng đã có gợi ý là có cái tình trạng là có thể có cái cơn sợ khi ngủ. Vì đôi khi mình thấy là cái BMI thấp này thì họ, những cái người đến khám thì mình có thể là mình làm cái câu chuyện là mình cho bệnh nhân đo ra cái giấc ngủ, và bệnh nhân vẫn có cái điều trị, có cái điều trị ở đây. Xin cảm ơn cái phần trả lời của thạc sĩ Quân. Thì ở đây thì tôi cũng có thêm một chút bình luận thôi. Thì đối với cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang này, thì mình hiểu rằng là việc cơ chế bệnh sinh đó thì nó có ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất á, là do nó béo phì quá, cho nên là những cái cơ hấp nó tham gia vào quá trình mà làm cho cái thông khí phổi nó tốt, nó bị giảm đi. Thứ hai là do béo phì quá cho nên nó có thể tắc nghẽn luồng khí, làm cho thông khí không tốt bởi vì tắc nghẽn. Vậy là thông khí hoặc là không tốt vì tắc nghẽn, thông khí không tốt vì cơ hấp hoạt động không có tốt. Đó là nguyên nhân ở ngoại biên làm giảm thông khí. Và đồng thời ở béo phì giảm thông khí phế nang thì có thêm cái nguyên nhân trung ương, tức là cái đáp ứng đối với kích thích tăng CO2 và giảm oxy nó thấp hơn so với người bình thường, cho nên những người béo phì đó bị tăng CO2 và giảm oxy. Như vậy á, thì về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta có cái BMI lớn hơn 30 và cái PaCO2 khi thức lớn hơn 45. Câu hỏi của bác sĩ Nhung đặt ra hết sức là hay, bởi vì đối với ở Việt Nam thì cái tiêu chuẩn của BMI gọi là béo phì có khác hay không, thì thực sự là có sự biến đổi theo cái tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn của châu Á rồi. Thế vấn đề ở đây tôi muốn trình bày một ý là mình không có dựa vô một mình cái chuyện BMI nó là 30 hay là 29,9 hay là 27 để mình xem thử là nó có bị giảm thông khí hay không. Mà câu chuyện ở đây của mình là trên một người có vẻ béo phì như vậy, mặc dù nó chưa có đạt đúng 30 nhưng mà nó lại có giảm thông khí phế nang nữa, thì người đó có khả năng gây ra những cái biến cố về mặt sức khỏe. Như vậy chúng ta phải tìm cách để chẩn đoán xem người này có giảm thông khí phế nang hay không. Để có thể chứng minh được chuyện giảm thông khí phế nang đó thì chúng ta phải xem là cái CO2 khi người ta thức nó có tăng hay không. Nếu nó có tăng lớn 45, hoặc là chúng ta làm cái máu tĩnh mạch, người ta đo cái HCO3 trừ đó có lớn 27 không. Nếu hai điều đó mà có thì người này có khả năng là họ đã có giảm thông khí phế nang rồi. Và chúng ta xem thử cái hiện tượng giảm thông khí phế nang này có phải do nguyên nhân nào khác
không, ví dụ là có phải do CBD không, có thể là do một trường hợp OSA, tức là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không. Nếu chúng ta loại được hai cái thứ đó rồi thì chúng ta khẳng định là người này có khả năng có dạ có béo phì, giảm thông khí thế nang, và lúc bây giờ cũng phải đặt ra các biện pháp điều trị cho bệnh nhân, chứ không có nhất định là người ta chỉ dùng mình là cái BMI 30 mà thôi. Trên vì ý tưởng là vậy, thì đấy là ý kiến của tôi. Có, chúng ta có cái câu hỏi số 2 là của bác sĩ Hồ Văn Minh, cũng là bác chuyển chuyên gia về gây mê luôn. Bác sĩ cho biết rõ hơn các phương pháp điều trị và tiến trình điều trị triệt để như thế nào. Mời thạc sĩ Quân ạ. Dạ vâng ạ. Thì em xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Minh về các phương pháp điều trị. Thì thật sự thì đối với cái điều trị của cái hội chứng dạ dày béo phì này, thì chúng ta thấy rằng mình điều trị chủ yếu ở đây là mình sẽ dùng một cái thông khí thở máy, mình nói cách là, và thông khí ở đây thì mình sẽ thông khí không xâm lấn. Thì không khí không xâm lấn đây, chúng ta thấy là cái chế độ mình thở áp lực dương đó, thì mình có hai cái kiểu mode thôi. Mode lớn đó là thứ nhất là CPAP, là thở áp lực dương liên tục. Cách nôm na là cái áp lực giữa cái thị hít vào và cái thị thở ra thì nó không có cái sự thay đổi. Và cái áp lực này thì khi mà bệnh nhân ngủ đó thì nó mình có thể có nhiều cách. Thì mình sẽ có cái áp lực, mình sẽ chỉnh trước một cái áp lực cho bệnh nhân, và bệnh nhân khi ngủ, ví dụ như mình chỉnh là 6 cm trước, 8, 10, 20, 10, 12 cm trước cho bệnh nhân khi ngủ. Và khi ngủ như vậy thì cái áp lực này nó sẽ giúp cho bệnh nhân mở được cái đường thở ra. Mở cái đường thở ra thì khi mở đường thở ra thì có thể một phần thứ nhất nó sẽ làm giảm, nếu bệnh nhân có lồng mắt cái OSA thì nó sẽ có thể làm giảm cái chỉ số ngưng giảm thở, và thứ hai nó cũng có thể cải thiện một phần cái tình trạng là cái ứ CO2 của bệnh nhân do thở ra. Khi mình thở ra thì cái đường thở nó không bị xẹp lại, nó không bị đóng lại. Có câu chuyện thứ hai nữa là cái BPAP, cái thở níp, BPAP hay là áp lực dương hai thì. Thì khi này đó thì mình sẽ thấy là ở cái BPAP này thì mình sẽ cung cấp được một cái gọi là ventilatory support, một cái hỗ trợ thông khí. Hay nói một cách nôm na là mình có thể là điều chỉnh được cái áp lực giữa khi hít vào khi thở ra, nó có sự khác biệt. Mình điều chỉnh được hai cái, hiệu khi thở và khi hít vào. Mình cho bệnh nhân áp lực là 15 cm nước khi thở ra, áp lực là 5 cm nước, ví dụ vậy. Và mình thấy mình có thể điều chỉnh được. Và hai cái phương pháp này thì mình thấy là ở đây thì để nói lên cái câu chuyện, sao tôi không có nói quá nhiều về cái phần mà điều trị cái này, thì thật sự để mà điều trị một cái dạng thông khí béo phì này thì mình nói trong vòng 5, 10, 15, 20 phút thì nó cũng hơi khó. Ở đây thì mình cũng xin phép thì nói một số cái thông tin, đó là một cái người khi mà chúng ta thấy là mình có cái chỉ định, có cái chỉ định mà bệnh nhân phải có cái thông khí áp lực dương rồi, thì nếu mà mình theo cái hốp châu Âu thì mình thấy là mình sẽ coi cái án y của bệnh nhân như thế nào. Án y cao quá trên 30, bệnh nhân có cái tình trạng ngưng thở khi ngủ nhiều, thì mình sẽ bắt đầu khởi động bằng cái CPAP, và mình sẽ theo dõi như thế nào. Thì mình sẽ thấy rằng khi mình thở máy đây thì mình sẽ đánh giá, thứ nhất là cái máy thở nó sẽ có ghi nhận được cái chỉ số án y của bệnh nhân. Nếu mà án y của bệnh nhân dùng là bệnh nhân giảm tốt, còn thấp xuống dưới 5 là lý tưởng, không có thì dưới 15, dưới 5 thì lý tưởng quá. Đó. Và thứ hai mình coi bệnh nhân là bệnh nhân không sao tươi tỉnh hơn, khỏe hơn, hết buồn ngủ, hết khó chịu. Và mình theo dõi lại cái khí máu động mạch bệnh nhân. Thì có thể thôi, bệnh nhân có thể là sẽ đưa được cái khí máu động mạch bình thường, có thể hoặc không thể. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng, mình thấy rằng thì mình có thể lúc đó mình sẽ xem xét, mình đổi qua cái sử dụng cái BPAP này. Và mình nói thì nói là như vậy, nhưng mà mình thấy rằng thường thì chủ yếu là mình dùng thường thật sự thì mình nói là nghe thì có vẻ như là giống như là bệnh nhân sẽ dùng hàng ngày, dùng sáng tối liên tục dùng cái máy thở, nhưng mà có một cái điểm là nếu mà bệnh nhân nói bệnh nhân dùng máy thở hàng ngày thì bệnh nhân sẽ không có dùng đâu, gánh máy thở hoài bệnh nhân rất là khó chịu, trừ trường hợp ông nào béo phì BMI chắc phải 50-60 thì mới có kiểu đó. Còn những cái người mà chúng tôi thường gặp thì BMI khoảng 30-33 thì họ thật sự thì họ thường chủ yếu dùng ban đêm thôi, ban đêm ban ngày họ còn phải đi làm đó, mà đánh máy không thì cũng hơi kỳ. Và câu chuyện thứ hai quay qua là cái câu chuyện mà cái người mà có cái ác thi mà thấp dưới 30 đó, thì mình sẽ dùng cái BPAP ngay từ đầu, và mình cũng đánh giá dựa trên cái triệu chứng của bệnh nhân, và là mình đánh giá dựa trên cái đáp ứng. Câu chuyện đó là cái câu chuyện là mình thấy là mình dùng cái khí máu động mạch mà mình xem, thì thật sự thì cũng mình nếu mà trường hợp nghi ngờ lắm thì mình mới cho làm lại, thì lấy máu cũng đau mà cũng chế.
hạn chế và mình xem coi bệnh nhân như thế nào. Còn câu chuyện đây có lẽ là bác sĩ Hồ hỏi là bệnh nhân có lẽ dùng cái máy thở suốt ngày suốt đêm hay không, thì câu chuyện này thì thật sự thì cũng phải phụ thuộc vào bệnh nhân. Vì cái người mà BMI nặng quá và thở không nổi thì mình có thể xem xét, nhưng mà có một câu chuyện ngược lại là bệnh nhân thì mình thấy ở đây là họ đã chịu bên này cũng khá là lâu rồi, và các cái nghiên cứu mình thấy đây thì thời gian trung bình dùng của họ thì khoảng 8 giờ, thường dùng chủ yếu là đêm là chính, và ban ngày thì nó sẽ khá là bất tiện đi đâu cũng trong cái máy. Và cái máy thì có một cái lưu ý là cái máy thì không phải là cái máy chạy pin nữa, đi đâu mà đi theo cầm theo gần như là không khả thi. Cho nên chủ yếu những bệnh nhân chúng tôi sẽ kinh nghiệm mình làm chủ yếu là mình khuyên bệnh nhân là dùng khi đi ngủ thôi, và ban ngày thì khi nào mệt quá thì dễ ra thở chút chút, nhưng mà thường thường bệnh nhân cũng không ít. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Quân. Vì tôi đã trả lời hết sức là chi tiết rồi, tôi chỉ có một chút cái bình luận thôi. Ý thứ nhất là đây là hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang, cho nên cái nguyên nhân của nó là do béo phì. Cho nên cái điều trị đầu tiên đối với nó sẽ là giảm cân. Chúng ta hãy lưu ý điều đó, cho dù là có thở máy hay không thở máy thì cũng phải giảm cân cho bệnh nhân. Cái ý số 2 á, là bởi vì cái béo phì nó dẫn đến giảm thông khí phế nang thì nó có ba cơ chế giống như trình bày vừa rồi. Cơ chế thứ nhất là do cái não của mình á, là vào ban đêm, tức là nó kém đáp ứng với các kích thích hô hấp của giảm oxy và tăng CO2, và đặc biệt cái sự mà kém đáp ứng này nặng hơn về đêm, đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái cơ chế số 2 á, là do nó tắc nghẽn luồng khí trong trường hợp nó kết hợp với OSA, tức là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, và thứ ba là giảm thông khí phế nang. Vậy thì tại vì sao chúng ta hay dùng cái CPAP, là bởi vì 90% các trường hợp OHS là nó có kèm với OSA. Cho nên lúc bây giờ mình chỉ dùng một mình CPAP là mình mở đường thở được rồi. Và mình nghĩ rằng khi mà mở được đường thở thì cái hiện tượng thông khí phổi nó tăng lên, cho nên giảm cái béo, giảm thông khí phế nang. Tuy nhiên những cái trường hợp AHI nó thấp á, nghĩa là cơ chế không phải là do tắc nghẽn là chủ yếu, mà cơ chế là do giảm thông khí là chủ yếu, thì lúc bây giờ chúng ta phải cung cấp thêm áp lực hỗ trợ, tức pressure support, lúc đó phải dùng CPAP. Như vậy dùng bypass, như vậy dùng bypass hoặc CPAP thì căn cứ vào cái câu chuyện là cái thành tố nào, cái cơ chế nào dẫn đến giảm thông khí phế nang nhiều hơn, đó là do tắc nghẽn hay là do giảm thông khí. Tôi xin qua câu hỏi số 3 của bác sĩ Xuân Nguyễn, là có cách nào tầm soát OHS sớm hơn được không thưa thầy? Mời bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Xuân. Thì việc tầm soát sớm này thì có lẽ thì chúng ta thấy có những cái dấu hiệu gợi ý của mình đó. Thì những cái bệnh nhân này mà lớn, tại vì mình thấy câu chuyện đây thì cái giảm thông khí phế nang OHS này thì nó cũng mắc ở trên những bệnh nhân trẻ, chứ không phải là bệnh nhân lớn tuổi. Nhưng mà bệnh nhân trẻ thì đôi khi họ lại không quan tâm. Rồi đặc biệt là những cái bạn trẻ và béo phì thì đôi khi là những cái người mà họ có một cái xu hướng là họ thích ở nhà, tại vì họ xu hướng chung họ là giảm vận động, không muốn vận động, thích ở nhà, ít đi khám bệnh. Cho nên nó là nhiều khi mình hơi khó. Và thật sự chúng tôi thấy có rất là nhiều ca những bạn trẻ là họ tới và họ BMI nhiều khi ba mấy, bốn mấy, bốn mươi mấy cũng có, rồi rất là béo phì. Thì cái rất là đơn giản, mình thấy là một cái người BMI rất là cao, và chúng ta có thể mình chỉ được làm đơn giản câu chuyện là mình sẽ làm bicarbonate thôi rồi cũng có thể giải quyết được. Và mình thấy còn mình có thể hỏi thêm triệu chứng gì, ngủ mà thấy to, buồn ngủ ban ngày, ngưng thở có người chứng kiến đó, thì mình thấy có càng có nhiều cái thứ thì mình sẽ càng giúp mình để mà mình gợi ý cái câu chuyện là để mà mình chẩn đoán cái OHS này sớm. Đây có nghĩa là chẩn đoán ở cái người tuổi sớm, ở người tuổi trẻ, sớm ở người tuổi trẻ. Còn cái OHS này thì dĩ nhiên là cái BMI càng cao thì nó càng bị nhiều hơn, càng bị nhiều hơn. Thì muốn 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 không mắc nó thì đơn giản chỉ cần giảm cân, đừng béo phì nữa thì nó sẽ bớt được cái câu chuyện này. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Quân. Chúng ta có câu hỏi số 4 của bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh. Xin cho em hỏi có vật lý trị liệu hô hấp để tăng sức cơ hô hấp ở OHS hay không? Xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Tuấn Anh. Thì cái câu hỏi này thì chúng tôi thấy hiện tại thì chúng tôi đọc thì có một số cái bài tập để mà làm tăng cường sức cơ nói chung, tăng cường sức thích vào nói riêng. Nhưng mà mình thấy là tăng sức cơ hô hấp này thì mình thấy cái cơ chế mà của OHS này đó thì một trong những cơ chế là cho cái hoạt động kém của cơ hoành, kém hoạt động của hoành do bị béo phì nhiều quá, cơ hoành nó di động kém. Thứ hai đó là tắc nghẽn là do cái phần
béo phì nhiều quá khi ngủ thì đó là mỡ tích nhiều thứ gì đó, nó làm dễ bị tắc nghẽn. Thì mình có một vài bài tập nhưng mà thấy là cũng không ai khuyến cáo là cái câu chuyện là vật lý trị liệu trong cái việc để mà trong cái bệnh nhân cái OHS này, thì mình thấy là cũng không có khuyến cáo. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Quân. Thì tôi cũng đồng ý là trong OHS thì về khuyến cáo để mà tập sức cơ hô hấp thì không có. Tuy nhiên chúng ta nhớ là trong cái trường hợp mà cái cơ chế là giảm thông khí phế nang do yếu sức cơ hô hấp, ví dụ như trên bệnh nhân CVD thì chúng ta cũng có thể làm tăng cái sức cơ hô hấp đó lên. Thì ở nơi chúng tôi làm việc là ở chỗ Phổi Việt đó, thì chúng tôi có một cái dụng cụ gọi là cái Power Press. Power Press là một cái dụng cụ tập luyện để tăng sức cơ hít vào. Khi chúng ta cung cấp cho bệnh nhân cái dụng cụ Power Press này, bệnh nhân sẽ tập lại. Thì đặc biệt là chúng tôi hay dùng ở trên những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó, thì chúng ta có thể tăng được cái khả năng thông khí, sức mạnh của cái cơ hấp của bệnh nhân này theo thời gian. Chúng ta có cái câu hỏi số 5 là của bác sĩ Giang Linh Vũ, là bệnh nhân bị OHS thì hay bị chẩn đoán nhầm với CVD trong khoa hồi sức và thường phải dùng phun khí dung corticoid. Vậy để xử lý trường hợp tăng CO2 trong các đơn vị hồi sức này thì như thế nào ạ? Tức là ở đây câu hỏi chẩn đoán là vậy cái ca này, à đúng rồi, thì xin mời bác sĩ Quân ạ. Tức là OHS, bây giờ chẩn đoán phân biệt giữa OHS với lại là CVD trong khoa hồi sức ạ. Dạ vâng ạ. Thì câu này cũng khá khó đó, tại vì chẩn đoán mà một cái người mà vô cái đã vô trong khoa hồi sức mà tăng cái tăng thán này thì đúng là mình sẽ đi tìm cái nguyên nhân tăng cái CO2 của bệnh nhân này là do câu chuyện gì. Thì thứ nhất là mình coi là cái CBD, thì nếu mà chúng ta đến phân biệt với CBD thì trong hồi sức thì bệnh nhân chắc là không thể làm được cái hút khí rồi. Nếu mà mình hỏi được cái thông tin trước đây bệnh nhân có một cái tiền căn, ví dụ như hút thuốc lá nhiều lần rồi, có cái hút khí trước đây và đo nhiều lần mà mình thấy nó không có tắc nghẽn, thì mình có thể là mình nghĩ ra cái khả năng là câu chuyện đây là bệnh nhân không có cái CBD kèm theo, mà đôi khi là bị chẩn đoán nhầm thôi. Đó thì mình cần phải hỏi lại cái bệnh sử bệnh nhân trước đây có như thế nào. Còn nếu mà dựa vào cái việc mà sử dụng thuốc thì nó hơi khó, là vì nhiều khi bệnh nhân cứ dùng thuốc từ ngày này qua ngày kia, và đôi khi một số bệnh nhân thật sự là cũng không được đo cái chức năng hô hấp nữa, không đo được cái chức năng hô hấp nên cũng không biết là như thế nào. Thì mình có thể dựa vào cái tiền căn và dựa vào cái tình trạng khó thở. Thì khó thở thì bệnh nhân thường khó thở khi gắng sức, tuy nhiên thì cũng khá khó là vì cái người béo phì thì họ cũng hay khó thở khi gắng sức cũng giống CVD. Còn một câu chuyện nữa là việc mà tăng CO2, thì mình thấy tăng CO2 trong gắng sức thì mình thấy là có nhiều thứ. Nếu bệnh nhân có CVD thì mình dĩ nhiên là mình phải tích cực về dùng giãn phế quản để mà mình cải thiện cái việc ứ CO2, và khi cần thì mình dĩ nhiên là hồi sức thì có lẽ là mình sẽ dùng NIP là ưu tiên, chứ mình cũng không có dùng cái CPAP trong cái việc hồi sức. Xin cảm ơn câu hỏi. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Quân. Thì ở đây là một cái tình huống hết sức là đặc biệt. Bây giờ là vừa có CBD với lại là OHS, hay là bây giờ nó chỉ có OHS mà không có CBD. Như vậy nếu mà mình bỏ cái bối cảnh là khoa hồi sức ra, mà mình nói là một bệnh nhân bình thường của mình đến với mình, thì tôi nghĩ là cái việc mà cần đo hút ký để loại trừ bệnh nhân có CBD hay không là rất quan trọng. Nếu mà hút ký cho thấy bệnh nhân không có CBD rồi thì rõ ràng cái hiện tượng giảm thông khí phế nang này là chỉ do OHS mà thôi. Cái vấn đề nó sẽ trở nên khó hơn khi bệnh nhân đã có COPD rồi, lại có thêm béo phì nữa. Chúng ta đặt ra câu hỏi liệu rằng hiện tượng giảm thông khí phế nang này là do COPD hay do OHS hay là kết hợp của cả COPD và OHS, thì lúc bấy giờ nó lại càng khó hơn nhiều nữa. Thì theo cái quan điểm của tôi, thì lúc bây giờ chúng ta phải xem cái sự liên quan giữa các thành phần. Ở trong cái CBD này thì cái cơ chế chính của nó mà làm cho hiện tượng mà giảm thông khí phế nang sẽ là cơ chế giảm cái tắc nghẽn đường khí. Như vậy nếu chúng ta dùng cái phun khí dung vào và chúng ta kiểm tra lại thì nó có thể thay đổi đi. Trong khi cái OHS này thì cơ chế nó có thêm kết hợp thêm cái sự giảm thông khí phế nang nữa. Thì chúng ta cũng có thể là nếu mà ta phun khí dung vô rồi, chúng ta điều trị tốt rồi nhưng tình trạng tăng CO2 vẫn nhiều, bệnh nhân lại béo phì nhiều nữa, thì chúng ta cần phải nghi ngờ là hiện tượng giảm thông khí phế nang này có thành phần của OHS. Tuy nhiên cái vấn đề mà chẩn đoán thật là rõ ràng cái chuyện giảm thông khí phế nang này là do OHS
hay là cho CBD thì có lẽ nó cũng không có ý nghĩa thật quan trọng. Bởi vì trong cái trường hợp này thì cái điều trị của nó cũng sẽ là thở máy với níp. Và khi thở máy với níp thì nó sẽ giải quyết được cái tình trạng giảm thông khí với nang do CBD và cả do OHS nữa. Chúng ta có cái câu hỏi thứ 6 của bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà. Ngoài tiêu chuẩn của CO2 thì có tiêu chuẩn cho PaO2 không? Cảm ơn thầy. Dạ vâng ạ, câu xin tiêu chuẩn để mà chẩn đoán cái OHS này đó thì mình dựa vào CO2 thì tiêu chuẩn chính sẽ là dùng cái BaCO2. BaCO2 là phân nén CO2 trong khí trong máu động mạch. Ngoài ra có một cái câu chuyện ở đây nữa, đó là chúng ta thấy khi mà mình chẩn đoán thì mình thấy là có một số, mình có thể có một số cái tiêu chuẩn khác để mà mình sử dụng. Đó là cái câu chuyện ví dụ như là chúng ta có thể dùng cái CO2 qua da mà mình đo cái hội chứng khi mà chúng ta khi mà bệnh nhân ngủ á, thì mình có thể đo. Nhưng mà nhìn chung thì để chẩn đoán cái OHS này thì đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ dùng cái CO2 trong máu động mạch. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Quân. Thì chúng tôi cũng xin lưu ý thêm một điểm nữa là mặc dù là mình chẩn đoán là giảm thông khí phế nang thì phải dùng tiêu chuẩn của CO2, tuy nhiên mình có hai cái điều mình có thể dùng được. Một là mình coi cái SpO2 khi thức xem thử nó có nhỏ hơn 94% hay không, và thứ hai là người ta có thể dùng với cái HCO3 trừ trong máu tĩnh mạch coi thử có lớn hơn 27 mm thủy ngân hay không. Đó là hai cái tiêu chuẩn gợi ý là bệnh nhân có khả năng là giảm thông khí phế nang. Còn bây giờ giảm thông khí phế nang này có phải do OHS hay không thì phải xem bệnh nhân có béo phì hay không. Chúng ta có câu hỏi số 7 của bác sĩ Nguyễn Thụy Ngọc Trâm là xin hỏi khi ở phòng khám đa khoa nếu nghi ngờ OHS thì cần chuyển khám chuyên khoa ở đâu, xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi bác sĩ Trâm. Câu hỏi này thì nó lại tùy thuộc vào cái bệnh viện của mình đang ngồi. Ví dụ như là bệnh viện của mình, thứ nhất là có bác sĩ cũng coi như là tập huấn về cái câu chuyện để mà quản lý cái OHS này thì mình có thể chuyển cho các bác sĩ đó. Thì thường sẽ là bác sĩ hô hấp hoặc là bác sĩ ngủ thì thường sẽ được tập huấn. Và nếu không thì chúng ta đành phải giới thiệu bệnh nhân đến những cái cơ sở mà có cái chẩn đoán, có khả năng chẩn đoán. Tại vì nói thì cái OHS này thì ngoài cái việc mình lấy chẩn đoán của nó ra thì còn phải chẩn đoán thêm cái OSA đồng mắt nữa thì mình có thể giới thiệu ở đây những đơn vị vừa có khả năng đo cái đa ký tiết mẫu, vừa có khả năng là cái máu động mạch thì nó cũng có thể giúp cho mình. Còn đối với phòng khám đa khoa thì cái này chắc là mình về hỏi cái bệnh viện của mình hoặc cái nơi mình công tác đó là có bác sĩ sẽ phụ trách được câu chuyện này, đặc biệt thường sẽ là bác sĩ hô hấp. Xin cảm ơn. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Quân. Thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý, tại đây là một cái câu hỏi hết sức là cụ thể. Thì như vậy á, thì ở trong các phòng khám đa khoa thì ở trong những bệnh nhân mà chẩn đoán OHS á, thì chúng ta phải làm một cái đa ký giấc ngủ để xem thử nó có kết hợp với OSA hay không. Bởi vì OHS tức là hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang, 90% trường hợp là có kèm theo ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Như vậy nơi nào có khả năng đo được đa ký giấc ngủ thì chúng ta có thể chuyển tới. Ở thành phố Hồ Chí Minh ví dụ như là hệ sống công lập thì chúng ta có thể chuyển lên được ở bệnh viện Đại học Y Dược, ở bệnh viện Chợ Rẫy là cũng có thể đo được đa ký giấc ngủ. Ở bệnh viện Nhân dân Gia đình ở nơi chúng tôi làm thì sắp tới chúng ta sẽ có cái đơn vị tham dò và chẩn đoán cái bệnh lý giấc ngủ, thì chúng ta có thể gửi tới. Về khu vực tư nhân thì chúng ta sẽ có ở phòng khám chắc hoặc là ở phòng khám phổi Việt, là những nơi đó là chúng ta có đo được đa ký giấc ngủ tại chỗ cũng như tại nhà. Thì trong cái bối cảnh đó thì các quý vị đồng nghiệp có thể gửi tới. Chúng ta có câu hỏi số 8 là của bác sĩ Kiều Văn Vũ là em cảm ơn hai thầy ạ, các thầy có thể chia sẻ giúp em các phương pháp giảm cân được không, xin cảm ơn ạ. Kiểu câu hỏi này khá khó, tại vì thật sự trên lâm sàng nếu mà chúng tôi thấy những bệnh nhân mà có cái béo phì thì thường nếu mà ở bệnh viện chúng tôi thì chúng ta sẽ chuyển qua các khoa chuyên khoa là dinh dưỡng, thì họ sẽ khám và họ sẽ tư vấn cho câu chuyện là họ tư vấn cái chế độ ăn cho bệnh nhân ăn như thế nào cho phù hợp, và tư vấn chúng tôi thì có thể tư vấn từ chế độ tập luyện, nhưng mà dinh dưỡng họ sẽ thiết kế cái chế độ ăn nó phù hợp để bệnh nhân ăn để mà không có cảm giác đói và giảm cân một cách phù hợp. Còn cái việc mà giảm cân thực sự thì chúng tôi cũng chỉ là
không có nhiều kinh nghiệm lắm, chủ yếu là mình giới thiệu qua với bên chuyên khoa dinh dưỡng. Cảm ơn bác sĩ Quân. Thì như vậy là có một điều là ở trong cái vấn đề mà ở những cái phòng khám mà chuyên về điều trị về giấc ngủ đó, nó đối phó với các bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì đa số một số các bệnh nhân cũng có tình trạng béo phì. Thì như cái chỗ ở phòng khám phổi Việt của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn là sẽ có cái phần tư vấn dinh dưỡng phối hợp với điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Thì chúng tôi rất sức đồng ý bác sĩ Quân là trong những trường hợp khó thì chúng ta sẽ mời đi tư vấn khám dinh dưỡng. Như vậy phòng khám của mình sẽ phải có liên lạc với các bác sĩ dinh dưỡng. Còn trong những trường hợp bình thường thì chúng ta hãy lưu ý, hãy tính toán cái phần năng lượng cho bệnh nhân. Thì thực ra nói tính toán năng lượng cho sự phức tạp thì không phải. Nhưng chúng tôi thường làm như sau. Thứ nhất là chúng tôi hỏi về những khẩu phần ăn bình thường của bệnh nhân trong mỗi ngày là bao nhiêu. Và từ trên cái khẩu phần ăn bình thường đó thì chúng tôi sẽ cố gắng bớt cho bệnh nhân từ 300 cho đến 600 kcal một ngày. Như vậy là 300-400 kcal một ngày thì chúng ta xem thì cái lượng chén cơm đó, cái phương pháp mà chúng tôi hay dùng là phải giảm cái số chén cơm của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ tính là 1 gram mà protein, 1 gram đạm thì sẽ có 4 kcal, cho nên cần phải giảm khoảng 100 gram về cái cơm thôi. Thì thông thường chúng tôi sẽ bảo bệnh nhân bỏ bớt, ví dụ bệnh nhân đang ăn hai chén thì sẽ ăn giảm một chén thôi, hoặc là bệnh nhân ăn nhiều thì số lượng chén sẽ bị giảm tương ứng với cái số lượng mà cơm đấy mà bệnh nhân ăn vào. Và cái quan trọng là phải cho bệnh nhân theo dõi cái chuyện đó mỗi ngày và duy trì được như vậy thì cái cân nặng nó sẽ giảm đi. Thì thực ra nó cũng không phải là hết sức dễ dàng, nhưng mà có những cái lời khuyên dinh dưỡng như vậy. Như vậy chúng ta có thể muốn giảm cân thì phải giảm cái năng lượng và dựa trên cái chế độ ăn bệnh nhân đang có để giảm khẩu phần đi. Thì như vậy là đến đây đã hết câu hỏi ạ. Còn có một đồng nghiệp nào còn có câu hỏi hay không? Chắc đã hết câu hỏi ạ. Về phía bên sĩ Tùng, em có phát biểu gì không em? Như vậy là đã không còn những câu hỏi nào hết thì thời gian chúng ta đã hết rồi, đã đến 12 giờ. Thì hôm nay chúng ta có một tiếng đồng hồ để sinh hoạt với nhau một cái đề tài cũng hết sức là hấp dẫn, đó là hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang. Thì có một vài điểm có thể kết luận lại thì đối với hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang, đó là một cái trạng thái bệnh lý mà chúng ta cần phải nhận diện ở trên lâm sàng, bởi vì nó sẽ dẫn đến cái tỷ lệ tử vong cao. Thì chúng ta biết rằng tử vong còn nhiều gấp 3 lần tử vong của OHS. Nó sẽ tử vong thông qua cái chuyện là tăng áp lực động mạch phổi và làm suy tim phải. Để chẩn đoán được cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang này thì chúng ta cần phải có hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là bệnh nhân béo phì có BMI lớn 30, và thứ hai đo khí máu động mạch có PaCO2 lớn 45. Về vấn đề điều trị hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang thì chúng ta lưu ý hàng đầu vẫn là giảm cân cho bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta sẽ can thiệp thở máy. Trong đa số các trường hợp, 90% các trường hợp béo phì giảm thông khí phế nang thường kết hợp với OSA, tức là ngưng hội chứng tắc nghẽn giảm thông khí, hội chứng tắc nghẽn mà ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái biện pháp là sử dụng CPAP, thở máy áp lực dương, khi mà AHI nó lớn 30, tức là OSA nó nặng đó. Còn trong trường hợp OSA ở mức trung bình thôi, nghĩa là AHI nhỏ hơn 30, thì lựa chọn ban đầu chúng ta sẽ là thở nít. Và trong khi mà điều trị CPAP, mà nếu bệnh nhân không đáp ứng, thể hiện bằng sự không cải thiện của khí máu động mạch và CO2, thì chúng ta có thể chuyển sang để tiếp tục đến thở nít. Thì đó là những cái điều quan trọng ở trong cái vấn đề mà chẩn đoán và điều trị OSA. Thì một lần nữa tôi xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân đã đem đến cho chúng ta một bài trình bày rất là hay về hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang. Tôi xin cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã tổ chức cái chương trình đào tạo online liên tục như thế này để các bác sĩ chúng ta, mặc dù là trong cái tình trạng là dịch giả, vẫn có thể là rèn luyện và nâng cao tay nghề được. Chúng tôi xin cảm ơn công ty DocVT đã đồng hành với Hội Hô hấp Việt Nam để cho chúng ta có một cái platform mà có thể tương tác với nhau. Cuối cùng thì tôi xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã bỏ thời gian buổi trưa và tham dự cùng với Hội Hô hấp Việt Nam. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Tôi chúc quý vị đồng nghiệp được sức khỏe và giữ được an toàn trong mùa dịch. Xin chào ạ.